Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 44 đến câu 51. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Quý vị và các bạn thân mến, chẳng ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo kẻ ấy. Trong một câu ngắn gọn nhưng có quá nhiều điều mà Chúa muốn nói với chúng ta khi nói điều này với những thính giả đang nghe người, đó là bối cảnh của mặc khải và tranh luận. Chúa Giêsu mặc khải về chính mình là Đấng Thiên Sai mà Chúa Cha sai đến. Đồng thời, qua mặc khải về bánh trường sinh, Chúa nhắc lại các biến cố lịch sử, tỏ mình ra cho Mô-xê và trước đó là các tổ phụ, và nhất là biến cố manna Thiên Chúa ban cho dân của Ngài. Thiên Chúa tạo dựng con người trong tự do và ân sủng. Con người tự do và ân sủng này được mời gọi tự vấn về nguồn gốc của mình. Với ân sủng, chúng ta nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương. Với tự do đích thực, chúng ta quy hướng về người. Như manna trong sa mạc không phải tự nhiên từ trời xuống, cũng không phải do Mô-xê cho, mà do Thiên Chúa ban cho. Như lương thực hàng ngày, đó cũng là quà tặng của Thiên Chúa. Ân sủng và nhận biết Thiên Chúa là ai, và hôm nay ân sủng đó còn giúp họ nhìn thấy Đấng mà Thiên Chúa Cha sai đến cho dân. Ngài là quà tặng và là ân sủng cao quý nhất, vì Người là con một duy nhất của Thiên Chúa. Người con này là quà tặng của lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân của Ngài. Vậy đúng ra nhờ ân sủng và tự do của Thiên Chúa ban, họ phải nhận ra và tin vào Ngài. Thế mà không, qua biến cố bánh ăn, qua lịch sử được nhắc lại, họ vẫn cứng cỏi, vẫn đi tìm một quà tặng khác. Không phải là ai đã thấy Chúa Cha, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Những ngôn từ này lại làm cho người nghe tiếp tục bối rối. Không, Chúa Giêsu không muốn tạo ra một Big Bang về trí hiểu. Người chỉ muốn nói với người nghe về ngôi vị của Người, không mù mờ, nhưng cách chắc chắn. Người đến từ Thiên Chúa. Phẩm vị này đang hiện diện ở đây và ngay lúc này để đưa con người chúng ta vào cảnh giới của Thiên Chúa, cảnh giới của sự sống, một sự sống mà không ai lấy đi được, vì nó là của Thiên Chúa. Và sự sống ấy cũng dành cho những ai tin vào lời Người nói. Ai tin sẽ được sống đời đời. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng để cho thế gian được sống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con tin mỗi lần chúng con rước thánh thể Người, là chúng con được đảm bảo sự sống trường sinh.